Xin chào tất cả quý vị đến với Cốc MB. Cây chanh thái này Thanh mua ở tiệm Sam Club năm ngoái vào tháng 5. Sam bán là 32 đô nhưng mà lúc Thanh mua thì cây chanh thái này được bán với cái giá clearance còn có 15 đô thôi. Thanh thấy rẻ quá nên mua về trồng cho vui chứ thật sự Thanh biết ăn không có bao nhiêu hết. Mùa đông Thanh đem cây vô nhà xe để và mùa xuân đem cây ra ngoài. Sau khi bón phân đầy đủ thì lá xanh tươi hơn. Tấm hình này Thanh chụp vào tháng 5 của năm nay. Này là bông thanh long, không có ăn nhập gì với cây chanh thái hết. Nhưng mà tại vì bông đang nở đẹp, Thanh thâu phim để chia sẻ với những vị nào chưa bao giờ thấy qua. Mà lần đầu tiên Thanh thấy, Thanh không ngờ là bông to, đẹp và nhìn lạ mắt như vậy. Cây chanh thái Thanh trồng năm nay là năm thứ hai. Và Thanh thâu clip này cách đây vài ngày. Như quý vị thấy là sau vài tháng đem ra khỏi nhà xe và bón phân đầy đủ là cây mọc ra thêm nhiều nhánh và cho ra nhiều lá hơn. Năm ngoái cây cho ra 5 trái. Thanh có dùng thử nước chanh thì không ngờ là trái chanh nhìn vỏ không có được láng sừng sùi như vậy và vỏ dày cui nữa. Vậy mà cũng có khá nhiều nước. Và nước chanh có mùi thơm hơn là so với trái chanh thường. Nên năm nay Thanh bón phân đầy đủ để cây ra lá tốt và có nhiều trái hơn để dùng. Lúc đầu cây chanh thái của Thanh có nhiều trái lắm quý vị. Thanh chưa kịp cột giữ lại hai chậu, là chậu chanh và chậu thanh long sau một trận gió lớn hai cây rủ nhau té chung cho vui như vậy nè. Dàn thanh long ngã là bị gãy hết nửa số cành, còn cây chanh thái bị động nên rụng hết khoảng 1/3 trái trên cây. Thanh rất là tiếc luôn. Cây chanh thường hay bị mắc bệnh như là bệnh đốm lá, vàng lá, thối rễ, rồi bị sâu vẽ bùa, rẹp vẫy. Zone Thanh ở là zone 7, thời tiết vào mùa đông lạnh khoảng 25 độ F, là âm 3 độ C, có khi rớt xuống còn có 21 độ F thôi. Mùa hè thì nóng 90 cho tới 92 độ F, là cỡ 32-33 độ C, và có độ ẩm khá cao. Thanh cũng hơi ngạc nhiên zone Thanh ở có tiếng là nhiều sâu bọ và bệnh nấm các loại, mà cây Thanh trồng 2 năm nay Thanh chưa thấy bị bệnh hay là bị sâu bọ gì tấn công hết. Nếu cây nhà quý vị bị bệnh và sâu bọ thì hãy dùng thử cái loại thuốc xịt sinh học này. Mình pha 3 ounce thuốc với 1 galon nước, xịt lên trên cây, xịt lên mặt trên và mặt dưới của lá. Phân bón cho cây chanh thái, Thanh dùng loại phân bón nào? Thì Thanh dùng tổng cộng là hai loại phân bón và thêm muối Epsom. Thì cái loại phân bón thứ nhất là hiệu Jobs Organics. Và cái loại phân bón này formulated là dành riêng cho cây ăn trái và những cây citrus như là chanh, cam, bưởi, quýt. Và cái phần trăm NPK hay là gọi đạm lân kali là 3-5-5. Còn liều lượng dùng là tùy vào cây của mình cao bao nhiêu. Cho cây chanh thái của Thanh á, Thanh bón vào là 2 cup. Quý vị hay nghe người ta nói là cây ăn trái mình không nên bón đạm nhiều quá, cây sẽ cho ra nhiều lá và cành khỏe nhưng không có cho ra nhiều bông. Điều này đúng cho một số cây ăn trái, nhưng cho cây chanh thái thì mình cần phải bón cái lượng đạm hay còn gọi là nitơ. Cái lượng đạm phải cao gấp 2 hoặc 3 lần lượng lân và kali thì cây mới có tàn cây đẹp, lá nhiều xum xuê và ra nhiều bông. Vì lượng đạm của phân bón hơi thấp cho nên Thanh dùng thêm phân hữu cơ đa năng của Miracle Grow. Phân bón hữu cơ này có cái lượng đạm khá cao. Là như quý vị thấy là lượng đạm là 11, lân 3 và kali là 8. Cách dùng là mình pha 2 muỗng canh phân bón với 1 galon nước và tưới vô gốc cây. Khoảng 4 cho tới 5 tuần bón phân này một lần, hay là khi nào quý vị nhìn thấy lá chanh không có được xanh mởn lắm á, là mình bón phân. Và trong hộp họ có cho sẵn cái muỗng này nè, mình đong đúng 2 muỗng canh pha với 1 galon nước. Và Thanh có tưới thêm muối Epsom 2 lần rồi, cách khoảng 2 tháng tưới một lần. Và mỗi lần tưới là mình pha 1 muỗng canh muối với 1 galon nước và tưới vào gốc cây. Khi trồng cây mình dùng loại đất này gọi là potting mix. Quý vị nhớ là đừng có dùng cái loại garden soil. Tại vì cái đất garden soil là để mình trộn với đất nhà trồng thẳng vào đất.
không có thích hợp cho dùng trồng trong chậu. Dùng garden soil mà không có pha trộn với đất nhà, đất sẽ rất nóng, làm cháy rễ cây và lá. Và mình dùng cái chậu càng to càng tốt, và cần phải khoét khoảng 3 lỗ to cỡ ngón tay để cho nước thoát ra, không thôi là rễ cây sẽ bị úng và cây sẽ chết. Nếu đáy chậu nằm sát với mặt đất thì mình cần cây chậu lên mấy cục gạch cho nước thoát ra khỏi lỗ nhanh hơn, và để chậu ở chỗ có ánh nắng nguyên ngày. Trồng cây trong chậu to như vậy thì khó cho mình thay đổi đất mỗi năm. Lớp đất Thanh đang dạt ra là Thanh cho vô thêm vào đầu xuân năm nay. Cái rễ này là chắc mới mọc ra gần đây thôi. Năm ngoái Thanh trồng cây cho vô đất cao tới như đây thôi nè quý vị. Coi như là Thanh chừa ra khoảng 4 inch cách miệng chậu, là cách khoảng một khúc như vậy đó. Rồi đầu xuân năm nay nè, Thanh mới cho thêm lớp đất potting mix phủ lên mặt dày khoảng chừng 3 inch. Rồi vào mùa xuân năm sau, Thanh sẽ hút lớp đất cũ trên mặt ra khỏi chậu và bón vào cây 2 cúp phân bón này. Rồi phủ lên trên mặt với cái lớp đất potting mix mới. Vào đầu xuân thì cách 3 ngày tưới nước một lần, lần tưới 2 gallon nước. Rồi khoảng 6 tuần sau, Thanh bón thêm phân hữu cơ đa năng này. Tại sao Thanh dùng tới hai loại phân bón? Thực sự nếu như mà phân bón hữu cơ dành riêng cho cây ăn trái citrus mà có lượng đạm rất là cao rồi thì Thanh chỉ cần dùng một loại là đủ. Năm ngoái Thanh dùng loại phân bón này thì thấy cây không có phát triển mạnh như là năm nay Thanh kết hợp dùng tới hai loại phân bón. Phần này thì tùy vào quý vị muốn dùng cả hai loại hay là chỉ dùng một loại thôi, và không cần thiết là phải dùng đúng nhãn hiệu của Thanh dùng. Và cách khoảng 2 tháng mình pha khoảng 1 muỗng canh muối Epsom với 1 gallon nước tưới vào gốc cây. Cây chanh rất là cần lượng magie từ muối Epsom này. Tưới nước cho cây cách ngày. Mỗi tuần mình có thể dùng cái ống nước xịt nước nhẹ lên trên cây để rửa hết bụi bặm hoặc là mấy con côn trùng nhỏ bám trên lá. Thanh thấy ngoài tiệm có bán phân hóa học cho cây ăn trái citrus với lượng đạm cao gấp 2-3 lần so với lượng lân và kali. Nhưng cây mình trồng trong chậu không có thay đất được mỗi năm, cho nên Thanh thấy dùng phân hữu cơ thì vẫn tốt hơn. Thứ nhất là mình cảm thấy ăn lá và trái mạnh miệng hơn. Và điều thứ hai là đất không có bị chai cứng sau vài năm như nếu mình dùng phân hóa học để bón cho cây. Khi trời bắt đầu chuyển lạnh, mình cần bê chậu cây đem vào trong nhà hay là vào trong nhà xe. Chậu chanh nhà Thanh cũng khá nặng nên Thanh dùng loại xe kéo này để kéo cây cho dễ. Trên cửa gara nhà Thanh có cửa sổ, nhưng ban ngày cây cũng không có nhận đủ ánh sáng cây cần tới, cho nên mùa đông năm nay Xanh sẽ để đèn chiếu sáng cho cây. Suốt mấy tháng mùa đông mình không có nên bón phân cho cây, và mỗi tuần tưới nước một lần. Mỗi lần tưới mình cần tưới ướt đẫm nước và lót một cái dĩa dưới chậu để nước chảy thoát ra ngoài. Vào mùa xuân khi trời ấm trên 60 độ F hay là 16 độ C thì mình có thể đem cây ra ngoài và cắt tỉa cây cho cây có bụi gọn đẹp hơn.